Tiếp tục của hiệp 3 nha anh em, vì đang like tự dưng máy nó đá mất cho nên là em làm hai like, hai video của hiệp 3 ha. Hiệp 3 phần 1 thì lên rồi. Và bây giờ là tiếp luôn hiệp 3 phần 2. Thì em đang lên giờ giữa cái con áo nó dăng. Đây là con áo hải quân nha anh em, hải quân của Mỹ ha. Chất vải kaki. Vai của nó là 54. Dài áo 80, vai 54, dài 80. Áo này đều đẹp và mới, 98% độ mới anh em ạ. 98% độ mới, con này to và đẹp nha. Rồi, ai to và đẹp chốt con này 250 mã 47. 250 mã 47 nha anh em. Tiếp một con này kaki mỏng mềm này. Kaki mềm mỏng có hai vai nha, hai tem vai ha. Vai của nó 47 anh em ơi, vai 47. Dài áo 78, vai 47 dài 78. Nhưng mà con này nó dơ á. Con này nó dơ này. Dơ cho nên em bán giá dơ nha. Anh em nhìn này. Đây con này của Mỹ nha, nó dính mấy vết dơ ở đây. Đáng lẽ như con này thì em bán là không có rẻ đâu. Nhưng mà một cặp tem này là được 100.000. Nhưng mà con áo này em bán có 150 thôi, vết dơ này. Em bán con áo này có 150 thôi. Vì cặp tem này là 100.000 rồi á. Đấy. Rồi, ai vừa con này chốt giùm em 150 mã 33. Em bán là bán như bán tem tặng áo nha. Tiếp một con này vải caro không quân. Vai của nó là 42. Dài áo 74 nha anh em. Tóc hơi dài chút cái là nó xòe xòa. Rồi áo đều đẹp nha anh em. Áo này 97%, 96, 97%. 200.000 mã 43. Em có một con áo thun này. Áo thun. Áo này không biết nước nào luôn, con này tầm 670 ký. 65 đến 70 ký. Baraman Mark in cái gì Haraway hả? Dài áo nha anh em. Dài áo của nó là 75. Dài áo 75. Ngang áo là 54. 6 đến 70 ký. Ai chốt con này chốt 150 mã 41. Độ mới là 96 trở lên hết nha. Tiếp một con kaki tem vàng của Mỹ nhưng mà bạc màu à, có được 90 nữa không? Con này đồ mới cùi lắm rồi. Tàn tạ lắm rồi. Vải mỏng lắm rồi. Vai 44, dài áo 68. Con này nó bạc màu nha, nó còn bị dơ đây nữa này. Em nhìn thấy dơ không? Dơ. Chỗ này nó bị đây nữa này. Ha, anh em nào mua con này phải cẩn thận nha. Áo mỏng mòn mà còn dơ. Em bán rẻ con này luôn. Phần vai này, nhìn kỹ giùm em này, phần vai này nó dơ nha. Con này em có ghi đây là 250 nhưng mà giờ em bán cho anh em bán giá rẻ luôn. Con này nó mỏng, mỏng đều áo luôn rồi đó. Bán rẻ con này 150 thôi. 150 mã 46. 150 mà 46. Rồi em lên tiếp một con này lễ phục của Mỹ, chất vải kaki dày nhé. Lưu ý dùm em dày cúc màu vàng này. Nút vàng à, có cầu vai dày nha, chất vải dày nha. Vai 44 gần 45. Dài áo 77 nha anh em. Tem của nó này 44 gần 45. Chất vải kaki dày giống vàng cát mà hàng kaki dày á. Nó có hai loại, loại dày loại mỏng á. Về anh em cài lại giùm em cái. Rồi ai chốt con này chốt cho em 200.000 mã 52 màu xanh kết nè. Màu xanh thủy quân lục chiến á.
Tiếp một con kaki tiêm vàng nữa. Con này nó cắt ống tay nha em. Áo dài tay mà nó cắt rồi. Vai của nó là 42. Dài áo 71. Dài áo 71 nha anh em. Tem vàng này. Áo không có được mới lắm nữa. Không được mới lắm nữa. Đây có một cái tem nha anh em. Tem lụa. Em có 55kg mà em bệnh cái nghe là lắc không kêu được nữa đó. Rồi 95-96%. 300.000 mã 52. 300.000 mã 52. Ai chốt chốt giùm em nha. Một con kaki sa mạc à, cọp trắng. Vai của nó là 46. Dài áo 82. Vai 46 dài 82. Không quân hay còn gọi là cọp trắng nha em. Đấy, hai cái pin, hai cái tem này. 3 4 5 cái. Đồ mới con này là 96. Chốt giùm em 300.000 mã 48. 300.000 mã 48. Có một con này là kaki tem vàng nữa nha anh em. Tem thì nó nục như cái vỏ đầu rồi. Nhưng mà con áo cũng đang còn hăng. Vai của nó là 39, nhỏ chích chích à. Dài áo 68, nó nhỏ chích chích nha anh em. Áo là 95. 95 phần 5. Xanh đều màu. Tem sai nó mất. Vai nhỏ à. Em mà vai này em chơi vừa luôn rồi đó. Vai này vai nữ vẫn vừa luôn này. Nhưng mà số ký không vừa, em 55kg mà con này từng này thì chơi gì nổi. Rồi, ai chốt con này khoan, em thấy con này nó nhỏ sao? 300.000 mã 51. Ai thiệt nhỏ mới vừa nha. 50kg cũng hơi bị kích luôn á. Rồi, tiếp một con không quân vải caro này. Con này hơi bự một chút. Con này bự một chút. Vai của nó là 44. Dài áo 79. Con này là có 3-4 chấm mực này. Mực nó ịn vào trong anh em. Tức là nó dính bị như kiểu con em hay là đứa nào nó chấm bút lông á. Nó chấm nó ịn thâu qua nha. Áo thì mới lắm. Vai này cũng cực hiếm. Áo thì cực mới. Màu màu mực nó trùng với màu áo. Rồi, ai chốt con này chốt cho em này. 300.000 mã 50, áo mới kẻng luôn. Tiếp thiệt. Rồi còn có mấy con nữa hết rồi. Một con cắt vàng mỏng, có hai tem vai và áo dài tay nha nhé. Vai của nó là 46 47. Dài áo 80, 46 47 dài 80. Mỏng nha. Đẹp, con này là 97% được rồi đấy. Áo mỏng mát này. Nhưng mà nhỏ không có to. Hai tem vai, ai chốt con này chốt cho em là 350 mã 30. 350 mã 30. Tóc với chặt tay đẹo và trọc lóc cho rồi. Tiếp một con sơ mi nha anh em. Sơ mi này thì không biết của nước nào luôn á. Con này là nó ghi toàn là này của Mỹ á. Này cái tem này. Tem toàn tiếng Anh mà nó dập tem ở trên này. Cái tem này là tem Mỹ rồi. Nhưng mà tem thì áo này là áo dạng lễ phục thôi á. Vai của nó là 53, 52 gần 53. Dài áo 80. Con này bận phong cách đẹp nha anh em. Phong cách trẻ trung. Ai to bận con này đẹp. Vai này là 80-90kg rồi đó. Rồi, ai chốt con này chốt giùm em. 150 mã 35. Trời trời, con này em bán lộ rồi. Con này bán có 150 thì tiêu đời em rồi.
Một con này của châu Âu nha anh em. Vai của nó là 48, dài 74. Con này châu Âu nha, màu xanh, các kim mềm. Đấy, đẹp trai nha. Ai thích con này chốt giùm em, 200.000 mã 40. Con này đồ mới là 96, 97 luôn á. Tiếp một con màu xanh ngọc, hàng của Mỹ à. Con này có cầu vai và dài tay. Vai của nó là 56, dài áo là 78. Đẹp nha, ở đây hình như dính một chút dơ nhẹ nhẹ này. Nhưng mà mấy vết dơ này thì anh em về giặt ra một cái, nó nhỏ chích chích à. Đây nữa này, trước này có một chút dơ nữa. Tem vàng nhá. Rồi, ai chốt con này chốt cho em giá là 100.000 mã 42. Em nói thiệt, mấy con áo mà có 100.000 thì. Đây, tiếp một con cuối cùng. Vải caro mới kẹo trên keng luôn. Vai của nó là 41, dài áo 79. Vai 41, dài 79. Một con cuối cùng. Bữa nay đêm nay anh em chơi được 4 hiệp ấy. Tem 1, 2, 3 4, 5 cái tem. Chốt chùm em con này 250 mã 49. Rồi em cảm ơn tất cả anh chị em nha. Chúc anh chị em ngủ ngon. Rồi em xin phép chào và hẹn gặp lại ngày mai nha.